Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khế Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 38. Trái tim chàng nát thần mờ lờ mờ rung động, hơi thở ấm nóng anh phả ra làm tay cô ngứa ngáy, cô rụt cổ cười nhẹ. Cảm ơn gì chứ, còn không ra ngoài, anh ở đây em không thể nào nấu được. Để anh làm cho. Giả Mặc Viễn tuy cảm động nhưng vẫn giữ được lý trí, anh thực sự sợ cô không cẩn thận cắt trúng tay. Đồ ngốc, là anh sợ em không biết thương bản thân mình. Giả Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô cười cười. Chỉ cần anh không ở đây nhìn chăm chăm thì em sẽ không bị gì hết, anh ở đây em sẽ căng thẳng. Chàng Ngoan Thuần nói xong thì đẩy anh ra khỏi bếp, nụ cười lan tràn trong mắt anh. Trạng thái cuộc sống thế này là thứ mà đại bộ phận gia đình đều có. Người chồng mệt nhọc cả ngày về đến nhà, tắm rửa xong, nhàn nhã ngồi ở sofa xem báo hoặc coi tin tức trên TV. Vợ thì nấu ăn trong bếp, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cơm. Còn cái thì ngồi trên thảm chơi đồ chơi. Nghĩ vậy, Giang Mặc Viễn bùng tờ báo trong tay có chút đăm chiêu nhìn vị trí bên cạnh sofa. Nếu có thêm trẻ con, để chúng chơi ở đằng kia cũng rất tốt. Nãn Thần thích lò sưởi ẩm tường, anh sẽ xây một lò sưởi ở phòng khách, ánh lửa hát lên bóng dáng bọn trẻ, cảnh tượng thích thú biết bao. Nghĩ như vậy, nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn. Một tiếng đồng hồ sau, bữa tối cuối cùng cũng xong. Phòng ăn được bày biện tràn ngập hơi thở mùa xuân, tươi đỏ rộn rã. Từng món ăn được dọn lên cũng là việc đáng mừng, có món chẳng biết tên nhưng nhìn quả cũng khá hấp dẫn, người mùi vị cũng không tệ. Chàng Nãn Thần táo tạp dày ra ngồi xuống phía đối diện, giới thiệu tên các món với Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn nghe rất chuyên chú, vừa cười vừa gật đầu. Bắt đầu động đũa, anh ăn cũng rất vui vẻ. Chàng Nãn Thần vẫn chưa ăn, nhìn anh nhấp nháp từng miếng, sau đó nhanh nhẩu hỏi. Thế nào, mùi vị thế nào? Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Ngon lắm. Thật à? Chàng Nãn Thần mừng rỡ cười không khép miệng lại được, cầm lấy đôi đũa đắc ý nói. Em đã nói món này căn bản không làm khó được em mà. Nghĩ lại lúc em học mấy món ăn thông thường cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tâm trạng của Giang Mặc Viễn cũng không tệ, gật đầu. Ừ, bà xã của anh luôn luôn thông minh hơn hẳn những người thường. Chàng Nãn Thần được tầng bốc lên tận mây xanh, gắp một miếng bỏ vào miệng, sau khi nhai mấy cái nụ cười liền đồng lại. Ôi trời ạ! Cô lại vội vàng gắp mấy món khác, sau khi nếm xong thì như sắp khóc. Sao lại nhạt thế này? Giang Mặc Viễn cười mà không nói. Chàng Nãn Thần buông đũa chạy vào bếp, hồi lâu vẻ mặt ỉu xìu trở vào nhà ăn. Thôi xong, em quên bỏ muối. Nói xong đưa tay dọn hết mấy món đi. Ngon mà, ăn ít muối cũng tốt cho sức khỏe. Giang Mặc Viễn cười cười ôm lấy cô. Nguyên nước nguyên vị mà. Chàng Nãn Thần trừng mắt với anh. Rõ ràng không thể ăn mà còn bảo là ngon. Anh nếm thấy ngon mà. Giang Mặc Viễn cười xòa, chàng Nãn Thần mím môi thở dài. Hơn 9 giờ, chàng Nãn Thần vừa mới tắm xong chuẩn bị ngồi xem hai tập phim truyền hình, sau khi nghe dưới lầu có tiếng động liền vội vàng đi xuống. Giang Mặc Viễn vừa vặn từ nhà bếp đi ra, trong tay bưng một bát mì, nhìn thấy cô xuống dưới thì nhíu mày. Sao lại không mang dép lê? Anh làm gì đấy? Cô đi ngang qua sofa tò mò hỏi. Em xuống đúng lúc lắm, ăn mì đi. Giang Mặc Viễn đặt bát mì lên trên bàn trà, rồi cầm đôi dép lê đến đặt bên cạnh chân cô. Tối nay em ăn ít quá, đói bụng thì làm sao ngủ ngon được. Chàng Nãn Thuần nhìn mì u dồn trong bát, suýt nữa rời nước bát, suýt xả nói. Anh đúng là con sâu trong bụng em. Cô quả thực khá đói, còn định xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Mấy món cô nấu được Giang Mặc Viễn ăn sạch sẽ, nhìn anh mà cô cảm thấy áy náy. Ăn đi. Giang Mặc Viễn cười cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Chàng Nãn Thần nghe lời bừng bát lên, gắp một đũa thức ăn thì trừng to hai mắt, lại húp một ngụm nước dùng, quay đầu nhìn Giang Mặc Viễn. Mùi vị thơm ngon thật. Thích thì ăn nhiều một chút. Giang Mặc Viễn cầm tờ báo cười cười. Chàng Nãn Thần cặm cụi ăn, không mấy chốc đã ăn sạch, sau đó ghé người vào sofa cảm thán nói. Sao anh có thể nấu ra một bát mì ù dồn ngon như vậy? Muốn biết à? Giang Mặc Viễn ước chừng cũng xem xong báo chiều rồi, để xuống nhếch mày nhìn cô.
chứ sao, mà không điều này thực sự quá đả kích lòng tôn nghiêm phụ nữ của em. Cô tốn cả nửa ngày để chuẩn bị một bàn thức ăn, kết quả bị một bát mì ù dồn đơn giản của anh đánh bại, ngẫm lại thật xót xa. Nụ cười bên môi Giang Mặc Viễn càng tươi. Không thành vấn đề, anh có thể dạy em, nhưng... Nhưng cái gì? Anh áp sát vào cô, môi mỏng rơi lên độ cong gợi cảm. An ủi anh trước đã. Chàng noãn thần ngạc nhiên, không đợi cô phản ứng, Giang Mặc Viễn một tay bế sốc cô lên, đi về hướng phòng ngủ trên lầu. Này này, sao anh lại như vậy? Hôm nay em mệt chết đi được, sao lại phải an ủi anh? Chàng noãn thần từ trong mắt anh nhìn ra được dục vọng ở trong lòng anh phản đối. Giang Mặc Viễn cười sảng sảng. Vậy đổi thành anh an ủi em cũng như nhau thôi. Giang Mặc Viễn. Tiếng phản đối của cô cuối cùng cũng biến mất giữa phòng ngủ. Từ bao giờ phong cảnh diễm lệ tràn ngập phòng ngủ, tiếng thở gấp của người đàn ông hòa cùng tiếng rèn rỉ của phụ nữ trong đêm đông giá lạnh. Lúc cửa phòng khách sạn mở ra, trông thấy một người đàn ông đang quấn khăn tắm, hạ lữ đi vào vẻ mặt thản nhiên. Người nọ kéo cô vào phòng ngủ ngồi trên giường, bàn tay vỗ nhẹ vào mông cô. Tiểu yêu tình, thời gian này có nhớ anh không? Hạ lữ không né tránh nhưng không mở miệng nói chuyện. Lần này đến Bắc Kinh có mang theo quà cho em này. Người nọ đưa cho cô một chiếc hộp, cười tủm tỉm nói. Xem thử có thích không? Hạ lữ nhận lấy cái hộp nhưng ngay cả xem cũng chẳng buồn xem, trực tiếp đặt sang một bên. Người nọ sau khi thấy thế thì hừ nhẹ. Bên trong là quà quý giá đó, là anh đấu giá giành được, ngay cả xem cũng không thèm. Em không cần. Hạ lữ rốt cục mở miệng thản nhiên nói. Người lọ ngạc nhiên hồi lâu mới cười nói. Lại giở trứng rồi à? Nào, không thích thì anh tặng em cái khác. Đi tắm một cái đi, anh chỉ ở Bắc Kinh được một tuần, tuần này hầu hạ anh nhé. Hạ lữ không động đậy. Sao vậy cưng? Người nọ nhíu mày nhìn cô. Hạ lữ cúi mắt trầm tư chốc lát, sau đó lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi đặt xuống trước mặt người nọ. Thứ này em trả anh. Người nọ vừa thấy là tấm chi phiếu lại khó hiểu. Em có ý gì? Tiền trong tấm chi phiếu này chính là xe, túi xách hàng hiệu, quần áo giày dép linh tinh anh mua cho em. Em đã bán hết tất cả, bây giờ hoàn trả lại cho anh. Giọng điệu hạ lữ rất lạnh. Về phần những thứ anh tiêu tốn trên người em nghĩ khoảng thời gian này em trả cũng khá đủ ở trên giường rồi. Hạ lữ à, là em muốn chia tay với anh sao? Người nọ không đồng tình cười cười, lấy ra điếu xì gà châm lửa rồi ngồi xuống sofa nhìn cô. Vâng, cuộc sống thế này em đã đủ sống rồi. Mặt hạ lữ không chút thay đổi, người đàn ông cười lạnh. Lá gan của em cũng lớn lắm, em biết không, chỉ có anh đá phụ nữ thôi, chứ chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám đá anh. Em biết chứ, cô máy móc đáp, người nọ nhà mắt nhà ra vòng khói hồi lâu mới nói. Tên đó là ai? Hạ lữ ngạc nhiên. Gì? Người đàn ông hiện tại đang nuôi em là ai? Rồi hắn đột nhiên cao giọng, trên mặt rõ ràng không vui. Hạ lữ cũng nhíu mày theo. Anh hiểu lầm rồi, hiện tại em chỉ muốn cuộc sống độc thân, không có đàn ông, cũng không có ai nuôi em. Người nọ nghe xong cười lạnh. Sao nào, giờ mới thả bộ thành cao ư? Hạ lữ, anh nói cho em biết, cho dù hiện tại em thoát ly quan hệ với anh, thì em vẫn là bồ nhí của anh thôi. Em cảm thấy anh có thể tin lời em nói ư? Ngoan ngoãn nói cho anh biết hắn là ai, nếu không để anh điều tra ra được sẽ cho hắn lãnh đủ đó. Tùy anh thôi, nếu nghĩ như vậy có thể làm anh tìm về được lòng tự trọng, em tới gặp anh ngoại trừ trả lại tiền cho anh, còn muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Hạ lữ hít sâu một hơi nhìn hắn. Em đã trải qua đủ những ngày thế này rồi, ở bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, cho nên ít đi em thì có là gì. Người đàn ông đứng lên đi đến trước mặt cô. Đúng vậy, khắp thế giới đều là có phụ nữ của anh tùy tiện gọi một cú điện thoại đều có thể đến chỗ anh. Nhưng mà hạ lữ à, em biết anh thích em điểm nào không? Hắn giơ tay đặt lên cô, hạ lữ siết nắm tay không nói chuyện. Anh thích dáng vẻ lạnh lùng của em, cũng thích vẻ phóng đãng trên người em. Anh còn chơi em chưa đủ, em nghĩ anh sẽ thả em đi à? Hắn nói xong bàn tay hùng hằng bóp mạnh.
chiếc cổ mảnh khảnh của cô bị tóm chặt, hắn càng ngày càng mạnh tay. Hạ Lữ lại chẳng động đậy, mặt bị tăng đến to lên, sức lực càng lớn khiến cô không thở nổi. Nhưng cô vẫn không dãy giụa, vẫn nhắm chặt hai mắt. Vẻ tàn nhẫn của người đàn ông càng lúc càng nồng nặc. Thời điểm cô sắp chết ngạt, hắn bùng mạnh tay ra, một tay ném cô lên giường. Hạ Lữ nằm bò trên giường thở phì phò, mỗi một hơi thở đau đớn như cuống phổi sắp vỡ tung ra. Anh biết là em muốn quả cầu rút ván. Hắn đứng bên giường, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. Sao nào, nợ cờ bạc của ba em đều đã trả hết rồi ư? Hạ Lữ chậm rãi ngồi dậy, cắn răng nhìn hắn tuyệt tình nói. Đúng, cho nên em không muốn làm bồ nhí dựa vào anh để sống nữa. Lúc trước, sở dĩ cô chấp nhận tất cả là bởi vì muốn giúp bà cô trả hết nợ cờ bạc. Cuộc đời của bà cô không có công việc gì đàng hoàng. Đến lúc tuổi già, lại ham mê cờ bạc. Cuối cùng nợ nần chồng chất, đi vay nặng lãi để trả. Lại mẹ để lãi con, cứ tuần hoàn ác tính, cờ bạc càng nợ càng nhiều. Người nọ khinh thường nhìn cô. Để tiện, cô cho rằng bản thân vẫn là khuê nữ đàng hoàng sao? Ngủ với tôi nhiều như vậy, hiện giờ mới nghĩ muốn giải thoát. Giữa anh và tôi luôn luôn là giao dịch. Giọng điệu cổ chuyển lạnh. Được thôi, cô muốn rời khỏi tôi. Đi đi, tôi thực sự rất muốn nhìn xem cô có quyết tâm này hay không. Hắn rít một hơi xì gà xong đưa cho cô. Nào, chứng minh cho tôi thấy cô có bao nhiêu can đảm muốn đi ra khỏi cửa khách sạn này. Hạ Lữ cúi đầu nhìn điếu xì gà còn thô ráp hơn cả ngón tay hắn, tàn thuốc đỏ rực như con thú hùng tận đang há mồm, hơi thở dồn dập hơn, gương mắt nhìn lại vẻ mặt khinh thường cố hữu của hắn, cô cắn răng, không nói gì thêm giật lấy điếu xì gà, giơ tay dí đầu thuốc vào đầu vai mình. Tàn thuốc tiếp xúc vào da thịt là tiếng xì xèo bỏng rát. Hạ Lữ đau đến chảy mồ hôi nhưng không kêu tiếng nào, cắn chặt môi, đầu vai tứa máu, môi cũng bị cô cắn đến bật máu. Chương 37, ngày thành hôn. Qua 15 tháng riêng, mọi ngành nghề đã bắt đầu khẩn trương, công việc bù lù cả lên. Trong tuần này, cháu đã toàn nhận được rất nhiều lời ân cần hỏi thăm của các đồng nghiệp, đại khái đều có liên quan đến hôn lễ của cô. Thiệp mời hôn lễ chưa phát, người khác muốn biết quan hệ giữa cô và Giảng Mạc Viễn cũng khó. Cứ như vậy, có người hờn dỗi đòi làm phù dâu, có người trách cô phòng họa và tin tức tốt quá, có người còn nói nhất định phải tham gia hôn lễ. Ngày cả nhóm mấy bà tám giỏi nói xấu sau lưng cô có Tiêu Duy cũng rửa lại dáng vẻ bao hòa, cười nói gọi điện thoại tới chúc mừng. Hạ Lữ tuân thủ lời hứa lúc còn đi học, sảng khoái đồng ý làm phù dâu của cô. Mà lúc này đây, phù rể chính là Mạnh Khiếu. Hôn lễ diễn ra vào thứ bảy, tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng được các nhân vật tầm cỡ yêu thích. Từ trên cao nhìn xuống gần như thu hết phong cảnh đẹp nhất của thành phố Bắc Kinh vào mắt. Trước một tuần, Giang Mặc Viễn đã đón bà mẹ cô lên. Chẳng những đón gia đình cô, còn phải máy bay riêng đón luôn các hàng xóm thân thiết với nhà cô ở cổ trấn đến thẳng sân bay quốc tế Bắc Kinh. Sau đó lại sắp xếp vào ở trong khách sạn, một đám người trùng điệp cũng khá hoành tráng. Bởi vì lo lắng có người lần đầu tiên đến Bắc Kinh, Giảng Mạc Viễn và Tràng Lão Thần lại an bài hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đi tham quan mọi nơi. Ba mẹ cô không đi, chỉ lo giúp đỡ con gái chuẩn bị một số việc vặt trong hôn lễ. Sợ cha mẹ cảm thấy không được quan tâm, Tràng Lão Thần đề nghị Giảng Mạc Viễn để dành một số chuyện nhỏ cho hai người làm. Kết quả là tất cả kẹo, trái cây, bánh ngọt đều được hai người lo liệu. Ba mẹ cô tuy bận rộn nhưng lại rất vui, lại vì giá cả của mấy món điểm tâm này mà tặc lưỡi. Nhất là ba chàng, trong xương tùy còn có thói quen thích cam giảm của người Thượng Hải. Mỗi lần phải xuất hiện tiền, thanh toán là thấy đau lòng. Ông bà Giang cũng về Bắc Kinh, so với ông bà chàng thì đến dễ trễ hơn 2 ngày. Tổng giám đốc khách sạn đích thân ra đón, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Giang Phong trên thương giới vẫn hết sức quan trọng. Thế nhưng, ông bà Giang lại không có ý làm khó nhà chủ, ngược lại thủ xếp hôn sự cho con trai như những cha mẹ bình thường khác. Đối mặt với hôn lễ, Giang Phong sửa lại hình tượng im lặng kiệm lời như ở Zurich. Suốt ngày trò chuyện với ông chàng, hai người một là tình ảnh trong giới thường giới, nói một không hai. Một người lại xuất thần từ quân nhân cũng nói một là một.
vì vấn đề khăn trải bàn trong tiệc cưới phải chọn màu gì mà có thể tranh chấp cả nửa ngày. Thế nhưng hai người cũng không phải là người ngang ngược, tuy nhiên cũng không động tay động chân. Ngay khi chàng Nõn Thần và Giàng Mặc Viễn lo lắng về vấn đề chung sống giữa họ, hai ông lại tìm được một thú vui là đánh cờ. Mỗi lần có tranh chấp đều dùng kỹ thuật đánh cờ để phân định thắng thua, ai thắng thì nghe theo người đó. Ngay lúc chàng Nõn Thần và Giàng Mặc Viễn đều thở phào nhẹ nhõm thì vấn đề lại phát sinh. Hai ông chỉ lo chơi cờ, kết quả một đống chuyện vặt đều giao cho bà chàng và bà Giàng. May mà bà Giàng không dành tiếng trùng lắm, bà chàng lại là người Thượng Hải, trong xương vẫn còn bản tính kiêu ngạo cùng mạnh mẽ của người thành phố lớn, dẫn theo bà Giàng bận rộn nhưng trái lại cũng rất vui. Nhà họ Giàng ngoài hai ông bà Giàng đến, còn có các thân thích khác cũng lục tục đến Bắc Kinh, còn có người bận rộn từ các nơi ở toàn thế giới bày tới, nhưng đều hứa hẹn có thể đến đúng ngày. Hôn lễ chờ cử hành, liền có thể nhìn ra thành thế của nó to lớn đến giường nào. Chàng Nõn Thần tính giặt được bớt một số, chỉ là chi tiêu tiệc cưới cũng khiến cô phải trợn mắt há mồm. Khó trách, mẹ cô nhìn thấy còn số tiền này liền bị dọa sắp đến ngất đi, ngay cả cô còn muốn ngất. Các ngày thành hôn ngày càng gần, cô không thấy được nhà hàng trang hoàng thế nào, Giảng Mặc Viễn nói sẽ cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng. Trước hôn lễ một ngày, áo cưới được đặt mày từ Milan cùng áo cưới truyền thống Trung Quốc của Thụy Phủ Tường đều được gửi tới. Hạ Lữ và Ngài Niệm đều ở bên cạnh cô, giúp cô thử từng cái một, cũng như để thử giữ cảm giác mới mẻ, Giảng Mặc Viễn không được phép nhìn trộm. Nõn Thần, cậu nói xem, ngày mai Giảng Mặc Viễn đến đón dâu, bọn mình làm khó anh ta một chút được không? Ngài Niệm vừa nói vừa nhìn cô trong gương cười. Mình cảm thấy có hơi khó khăn, anh ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị tiền lì xì hậu hĩnh. Chị em của chàng Nõn Thần cũng chẳng nghịch ngợm lắm, nhưng chị em tham dự hôn lễ của cô cũng không phải là người dễ đối phó. Hạ Lữ nghĩ nghĩ nhíu mày. Bắt anh ta hít đất tại chỗ. Gì? Chàng Nõn Thần sừng sốt, nhưng ngẫm lại thì không nhịn được bật cười giả tiếng. Ngài Niệm cũng bị chọc cười. Ôi trời, bắt Giang Tổng đại danh lừng lẫy hít đất sẽ có dáng vẻ thế nào ta? Hạ Lữ, chiêu này cũng quá ổn tổn hại rồi. Chúng ta phải thống nhất cách giải quyết, không thể để anh ta dễ dàng đón người đi được phải không? Hạ Lữ hắng giọng. Thành ý chỉ dựa vào tiền lì xì thôi thì chưa đủ. Chàng Nõn Thần mặc váy cưới xăm soi trước sau một chút. Tùy các cậu, nhưng đừng nghịch quá đáng. Hạ Lữ nguyết Ngài Niệm một cái. Nhìn thấy chưa, nhanh như vậy đã hướng về ông giá của cậu ấy rồi. Mình đâu có. Mặt chàng Nõn Thần đỏ lên. Ngài Niệm cười ha ha nhìn cô. Còn nói không có, mặt đỏ cả lên. Nhưng phải nói lại, ngày mai cậu đừng đến. Phải đến từng bàn kính rượu sao? Kính rượu một phòng thì trời tối thủi mất rồi. Mạc Viễn nói, chỉ chính kính rượu toàn thể là được. Người tham dự nhiều lắm, mình cũng không thể chiếu cố hết mỗi người họ được. Chàng Nõn Thần nói, Ngài Niệm gật đầu. Cũng đúng, và không cậu đeo nhiều trang sức quý giá như vậy cũng đủ mệt chết rồi. Nói đến đây, cô cố ý nhằn mũi nói. Nõn Thần, mình ghen tị chết cậu. Cậu xem, hôn lễ của cậu làm lòng trọng biết bao nhiêu. Áo cưới mà lễ phục đều tất cả đều được thiết mày thiết kế riêng. Á, mình muốn gả lại. Được, cậu gả lại đi, lần này mình làm phù dâu. Chàng Nõn Thần thử đồ có hơi mệt mỏi ngồi xuống chọc ghẹo nói. Hạ Lữ bất đắc dĩ liếc nhìn hai người lắc đầu. Một đáng không đáng tin. Chàng Nõn Thần và Ngài Niệm cười bò. Nói thật nhà Nõn Thần, cậu định vẫn uống thuốc tránh thai à? Hạ Lữ hỏi, nụ cười trên mặt chàng Nõn Thần hơi thu lại một chút, khẽ thở dài. Có thể do mình quá ích kỷ, cảm thấy vẫn chưa đủ chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Chuyện này cậu cũng không thể giấu lâu được. Không phải rằng Mạc Viễn không thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, hai người đều bình thường khỏe mạnh đến không thể bình thường hơn, mà cứ không có con thì anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ngài Niệm nghĩ tường tận nói. Hạ Lữ cầm trái táo quà cắn một miếng gật đầu. Chuyện này cậu vẫn nên mau chóng nói cho anh ấy hiểu đi. Mình định sau khi hôn lễ xong rồi sẽ nói với anh ấy. Chàng Nõn Thần hít sâu một hơi. Về chuyện con cái, họ chưa từng nghiêm túc bàn bạc với nhau, cũng đến lúc phải thảo luận rồi. Hạ Lữ cắn mấy miếng đã ăn xong quả táo, ném cùi táo đi. Cậu còn xem nhẹ một người.
Chàng Noãn Thuần ngần ra. Ai? Cố Mặc. Hạ Lữ nói ra cái tên này nhìn cô. Chuyện cô làm đám cưới với Giàng Mặc Viễn đã trở thành đề tài nóng hổi. Tuy nói ngày mai sẽ không mời giới truyền thông đến, nhưng mọi người đều đã biết sự thật. Anh ta không thể không biết. Cậu nói xem, ngày mai có khi nào anh ta đến dự hay không? Lồng ngực Chàng Noãn Thuần bị va chạm một chút, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu mới yếu ớt nói. Anh ấy, người kiêu ngạo như vậy, sẽ không đâu. Chỉ mong là vậy. Ngài Niệm cũng lo lắng theo. Ngày mai quan trọng như vậy, nếu thực sự bị Cố Mặc đến quậy phá, nói không chừng ông xã cậu ngày cả lòng giết người cũng có. Mình trái lại, luôn cảm thấy ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hạ Lữ nhìn Chàng Noãn Thuần phân tích. Cố Mặc yêu cầu đến chết đi sống lại, Nam Ưu Tiền nhìn thấy Giàng Mặc Biến lại đỏ mắt. Ngày mai không phải nhà ông Nam cũng đến tham dự hôn lễ sao? Đến lúc đó, Cố Mặc lại tới nữa, thêm vào một Nam Ưu Tiền, cướp một cô dâu, một đoạt chú rể, vậy sẽ khiến toàn bộ thế giới mở rộng tầm mắt. Chàng Noãn Thuần lắc đầu. Có vẻ như Giàng Mặc Viễn chưa từng yêu đương với Nam Ưu Tiền. Ở hôn lễ của Ngài Niệm, mình từng dò hỏi. Không đúng nha, Mạnh Khiếu rõ ràng nói anh ta từng yêu đương với con gái của ông Nam mà. Hạ Lữ nhàn mặt nhíu mày. Nguyên văn anh ta nói như thế nào? Chàng Noãn Thuần hỏi. Hạ Lữ nghĩ nghĩ. Anh ta nói con gái của ông Nam trong lòng Giàng Mặc Viễn rất quan trọng, họ từng rất hạnh phúc. Ngài Niệm nuốt nước bọt. Trời ạ, nghĩ sao cũng không nghĩ ra Nam Ưu Tiền và Giàng Mặc Viễn ở bên nhau sẽ thành như thế nào. Chàng Noãn Thuần nổi lên nghi ngờ, nói thật thì thắc mắc của cô cũng không giải được. Chàng Noãn Thuần cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của Ngài Niệm trong ngày kết hôn. Khi thợ trang điểm tới, cô còn đang ngủ. Ba chàng lôi cô từ trong chăn ra mà hai mắt cô còn lờ đờ, buồn ngủ gục mặt gật đầu, mơ mơ màng màng quên mất chuyện cưới xin. Ba chàng cục ác ném thẳng một cái khăn lạnh toát vào mặt cô, cô kinh hãi đến rùng mình. Ông chàng thì đau lòng muốn chết, nén giận mắng thầm ba chàng quá dã man. Khoảnh khắc từ lúc thức dậy đến lúc ngồi trước gương để trang điểm, Chàng Noãn Thuần như còn rối gỗ, được thợ trang điểm, thợ tạo hình, thợ trang phục nghịch qua nghịch lại, cô buồn ngủ mà không dám nhắm mắt, sợ bà chàng lại dối thẳng chậu nước lạnh xuống. Loại chuyện thế này mẫu thần vĩ đại của cô không phải không làm được. Tuy nói cổ trấn cũng giống với đại đa số khu vực phía Nam, nghi thức hôn lễ thường cử hành vào buổi chiều, nhưng hôn lễ tổ chức ở Bắc Kinh nên nghi thức dựa vào theo tập tục của phía Bắc. Ở phía Bắc không kết hôn vào buổi chiều, chỉ có tái giá mới cử hành hôn lễ vào buổi chiều thôi. Cho nên Chàng Noãn Thuần hận lắm nếu là buổi chiều cô còn có thể ngủ thêm một giấc. Vừa qua 7 giờ, Giàng Mặc Viễn đã đến rước dâu, trên người mặc lễ phục chú rể thẳng thớm, đẹp trai kinh người. Chị em Chàng Noãn Thuần đương nhiên phát huy tác dụng quan trọng, liên tục làm khó Giàng Mặc Viễn. May mà Giàng Mặc Viễn đều có chuẩn bị sẵn, ra tay hào phóng. Đầu tiên phát cho mỗi người một phòng bì đỏ thấm, nhưng qua cửa ải Hạ Lữ và Ngài Niệm sẽ không có dễ dàng như vậy. Một đám người về lấy Giàng Mặc Viễn đến cửa phòng ngủ. Ngài Niệm và Hạ Lữ làm như người giữ cửa, bảo vệ kín kẽ cửa ải cuối cùng là phòng ngủ. Thấy Giàng Mặc Viễn tiến vào, đầu tiên là xòe tay ra với anh. Giàng Mặc Viễn không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai phong bao lì xì. Hai người vui vẻ nhận lấy, Giàng Mặc Viễn nghĩ đã êm xuôi, định đi thẳng vào phòng ngủ, ai ngờ bị Ngài Niệm ngăn lại. Đang hầm hở bước đến liền thắng lại, anh cũng không dám đụng thẳng vào người bà bầu, ngộ nhỡ có chút sai sót, Chàng Noãn Thuần sẽ giết anh mất. Giàng Mặc Viễn nghĩ đã êm xuôi, định đi thẳng vào phòng ngủ, ai ngờ Ngài Niệm ngăn lại. Ngài Niệm cười thật hiền lành, rất có tư thế của kẻ làm quan. Hạ Lữ thì dựa vào khung cửa, biếng nhác nhìn cảnh tượng trước mắt. Này hai cô, chú rể người ta đã giao tiền lì xì còn làm khó nữa à? Tục ngữ nói rất hay, ít gầy khó dễ cho người, không nên qua cầu rút ván như vậy. Tiếng phía sau là tiếng nói tà mị không chịu nổi của Mạnh Khiếu, anh ta cùng mấy anh em phía trước đều là quần tiếp viện của Giàng Mặc Viễn. Đừng nói như thế, chúng tôi là châu chấu bèn đường chứ, muốn tới đón cô dâu đi. Được thôi, qua cửa ải này của chúng tôi mới được.
Ngài Niệm cười hì hì nói, Giang Mặc Viễn chưa từng gặp phải tình huống thế này, dù sao cũng là lần đầu tiên kết hôn, cô nén nhẹ cười giọng nói. Hai cô mới làm khó tôi thế nào? Rất đơn giản, hoặc là giả tiền, hoặc lập tức hít đất 50 cái. Hạ Lữ nhún nhún vai nói, Giang Mặc Viễn hai lời chưa nói lập tức lấy tiền ra. Không đợi họ xông lên, Ngài Niệm và Hạ Lữ đồng loạt lắc đầu. Tiền chúng tôi nói không phải là như vậy. Giang Mặc Viễn khó hiểu nhìn hai cô, Mạnh Khiếu chen lên cười khì nói. Không phải chứ, các cô là tàu há mồm à? Sao nào, nếu không Mạnh Hiếu khiếu làm hộ anh đi hả? Hạ Lữ trừng mắt liếc anh ta. Hả? Chuyện này quên đi. Mạnh Khiếu nhanh chóng đẩy Giang Mặc Viễn ra. Giang Mặc Viễn bất đắc dĩ liếc Mạnh Khiếu, quay đầu lại nhìn Ngài Niệm và Hạ Lữ. Tôi ra tiền, bao nhiêu tiền mới có thể cho tôi đón người đi? 1 đồng. Hạ Lữ nói. Cái gì? Bao gồm cả Giang Mặc Viễn, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Ngài Niệm cười tủm tỉm bổ sung thêm. Đúng vậy, chính là 1 đồng. Giang Tổng, hoặc là anh lập tức lấy 1 đồng ra, là nhân dân tệ, tiền giấy hay tiền xu đều được. Chỉ cần là 1 đồng tiền, không thì không có thì chỉ có thể hít đất. Giang Mặc Viễn không đoán được sẽ có loại yêu cầu thế này, nhất thời ngần ra, sau khi phản ứng lại thì quay đầu hỏi mọi người phía sau. Ai có 1 đồng tiền? Tất cả đều lắc đầu, Mạnh Khiếu nhích lại gần thì thầm nói. Vậy thì hoặc là anh dùng tốc độ nhanh nhất đến ngân hàng đổi, hoặc là lái xe đến siêu thị gần nhất, siêu thị bình thường ở Bắc Kinh đều có tiền lẻ để đổi. Giang Mặc Viễn kinh ngạc. Này, thời gian chỉ có 1 phút thôi, đừng làm càn nhé. Ngài Niệm và Hạ Lữ đều nghe được ý đồ xấu của Mạnh Khiếu, hảo tâm nhắc nhở. Giang Mặc Viễn đành phải đầu hàng. Hai cô à, tôi thực sự không có 1 đồng tiền. Vậy tình nguyện chịu phạt đi. Ngài Niệm mím môi cười. Giang Mặc Viễn cởi áo vét ra, không chút lãng phí thời gian cò kè mặc cả, hít đất tại chỗ. Mạnh Khiếu mở to mắt nhìn Giang Mặc Viễn, tất cả mọi người đứng sau đều hoan hô. Ngài Niệm và Hạ Lữ nén cười bắt đầu đếm. Có lẽ các cô đều xem nhẹ chuyện Giang Mặc Viễn thích tập thể thao, chút vận động ấy đối với anh căn bản mà nói chẳng thấm tháp gì. Không mất bao lâu đã hoàn thành 50 cái hít đất, tiếp nhận lại áo vest trực tiếp mặc vào cười cười. Hiện giờ tôi có thể vào chưa? Nói xong không đợi hai cô đồng ý trực tiếp xông thẳng vào. Ngài Niệm và Hạ Lữ đều trợn tròn mắt. Trong phòng ngủ, Tráng Nát Thần mặc áo cưới đã sớm cười nghiêng ngả. Sau khi Giang Mặc Viễn tiến vào, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của cô mê hoặc, đứng tại chỗ cả buổi mới hoàn hồn. Người ta nói, khoảnh khắc phụ nữ mặc áo cưới là đẹp nhất. Câu này áp dụng trên người Tráng Nát Thần thật sự chưa đủ. Cô xinh đẹp bẩm sinh, thợ trang điểm cố ý lựa chọn phấn nền thịnh hành nhất để đối phối với làn da cô. Cô vốn trắng trẻo không đánh phấn cũng đã rất đẹp, khác hẳn với cách trang điểm đậm trước kia. Cô hôm nay như đó hoa sen mới nở, tươi mát, thanh nhã, tóc dài được vấn thành búi, áo cưới đuôi tôm, ôm lấy thân hình nhỏ xinh của cô. Cô đẹp như thứ ánh sáng thánh thiện, chiếu rọi khiến Giang Mặc Viễn gần như lóa mắt. Chậm rãi bước đến cúi người, đưa tay lưng nhẹ gương mặt cô, như quý trọng món bóc vật duy nhất trên trần gian, ổn hòa nói nhỏ. Nán nán, em thật đẹp. Tràng Nõn Thần khẽ cúi đầu, đôi gò má lặng lẽ ửng đỏ. Nét đẹp và sự ngượng ngùng của cô chiếu vào đáy mắt anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ sát đất. Trong gương, người đàn ông anh tuấn phì phàm, đôi mắt lại nhuốm ưu thương. Soi gương, anh cẩn thận thắt cà vạt, bộ com lê tinh xảo mặc trên người anh, ôm lấy thân hình cao lớn. Nhìn chính mình trong gương, dần dần chút vẻ yêu thương nơi đôi mắt biến mất, thay thế bằng vẻ kiên quyết một trận thắng thua. Hứa Mộ Dài đi vào, sau khi nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi. Cố Mặc, anh muốn làm gì? Cố Mặc không nói chuyện, xoay người ra khỏi phòng thay đồ. Hứa Mộ Dài vừa muốn đi cùng ra ngoài, mắt lại quét qua một quyển tạp chí, trên bìa là ảnh chụp của Giang Mặc Viễn, nội dung là hôn lễ hôm nay của anh ta. Tạp chí trượt khỏi tay cô, một dự cảm không tốt bất giác sản sinh, cô vội vã đuổi theo. Cố Mặc, anh muốn đến hiện trường hôn lễ. Cô hô lớn về phía Cố Mặc đang đi xuống lầu.
tấm lưng anh cứng ngắc một chút, lại tiếng lên lại lạnh lùng. Chuyện của tôi, cô quản ít chút đi. Không được, em không thể để anh đi. Hứa Mộ Dài bước nhanh đến chắn trước mặt anh. Anh tỉnh táo lại đi, Trang Lãng Thần sắp lấy chồng rồi, cho dù hôm nay anh cướp cô ấy về thì thế nào. Còn nữa, mấu chốt chính là cô ấy sẽ không đi cùng anh theo anh đâu. Cho dù có cướp, tôi cũng muốn cướp lại cô ấy. Hai mắt Cố Mặc đỏ quạch siết chặt nắm tay. Anh điên rồi à? Hứa Mộ Dài bị suy nghĩ của anh làm cho hoảng sợ, giữ chặt lấy anh. Anh không thể đi, Giang Mặc Viễn là loại người không thể trêu chọc. Hôm nay anh quấy rối hồn lễ của hắn, ngày mai nó không chừng chết thế nào cũng không biết. Cố Mặc bỗng nhiên híp mắt nhìn cô chằm chằm. Cô hiểu Giang Mặc Viễn quá nhỉ? Em... Hứa Mộ Dài ý thức được bản thân lắm lời, lời thủ liễm một chút. Cái này không phải hiểu biết, loại người có tiền nhán thật sự không chọc được. Cố Mặc nghe mà phiền chán hất tay cô ra. Cố Mặc. Hứa Mộ Dài từ phía sau ôm lấy anh, nước mắt theo đó rơi xuống. Đừng đi, Văn Anh đừng đi. Cố Mặc, cho dù anh không thương em cũng đành nghĩ lại cho đứa con trong bụng em với. Cố Mặc cứng đờ. Văn Anh đừng đi. Hứa Mộ Dài. Cố Mặc khàn khàn lên tiếng. Tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không cưới cô, lại càng không vì đứa bé mà cưới cô. Nói xong gỡ tay cô ra đi ra cửa. Cố Mặc. Hứa Mộ Dài thống thiết gọi tên anh. Lúc tại anh vừa mới chạm vào núm cửa, điện thoại di động vang lên. Dừng một chút, lấy điện thoại ra nhấn nút nghe. Sau khi nghe nội dung đối phương nói liền biến sắc chạy nhanh ra khỏi nhà. Hứa Mộ Dài cảm thấy sự việc không ổn, cũng vội vàng theo ra ngoài. Tới nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm. Phòng trang điểm là chuẩn bị riêng cho cô dâu. Thợ trang điểm vội vàng dậm vấn lại cho chàng Loan Thần. Không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài náo nhiệt biết bao nhiêu. Cô ở trong gương có hơi căng thẳng, ngón tay hết nắm lại buông. Cứ như vậy, không chút nào giảm bớt cảm giác hồi hộp. Đợi dậm vấn gần xong, lúc cả phòng trang điểm mở ra, một cô gái không biết từ đâu thò vào, chớp mắt vài cái nhìn chàng Loan Thần vẻ mặt tươi cười. Chàng Loan Thần nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, người này lạ mặt cô không quen. Cô gái lại nhiệt tình đi vào kéo lấy tay cô. Trời ạ, rốt cục cậu với Giang Mặc Viễn cũng tù thành chính quả rồi nha. Mình đã nói mà, hai người là một đôi trời đất tạo nên, có mâu thuẫn gì cũng mau chóng khỏe thôi. Chẳng phải hai người đi một vòng lớn, rốt cục cũng kết hôn sao? Chàng Loan Thần nghe mà không hiểu gì. Thợ trang điểm bên cạnh còn tưởng hai người là bạn bè thân thiết, liền biết điều ra ngoài. Phòng trang điểm chỉ còn lại hai người các cô gái lại không giấu giếm gì. Mình nghe tin Giang Mặc Viễn kết hôn, liền đến góp bùi, không ngờ nhìn thấy ảnh chụp cô dâu thực sự là cậu. Chàng Loan Thần nhanh chóng ngăn lại nhiệt tình của cô, mỉm cười nói. Ngại quá, chúng ta trước kia quen biết nhau sao? Cô gái ngạc nhiên, sau đó đưa tay huých cổ một cái. Sa Lâm à, cậu đùa hơi quá rồi đó. Sa Lâm. Lần này đến lượt chàng Loan Thần ngần ngờ. Cô gái kêu lên một tiếng. Không phải chứ, cậu thật sự không quen mình. Mình là Đại Dư nè. Chàng Loan Thần ngỡ ngàng nhìn cô, quay đầu quay mòng mòng. Sa Lâm, mình biết mình không nằm trong danh sách khách mời của cậu, đúng là quá đáng thật. Chúng ta tốt xấu gì cũng quen biết nhau mà. Đại Dư đưa tay đỡ cốc nhẹ đầu cô một cái. Xin lỗi nhà, cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Sa Lâm. Chàng Loan Thần trong lòng lờ mờ bất an, bất giác nói. Đại Dư trừng mắt nhìn cô, hồi lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu cũng thật là, không phải chúng ta chỉ là vài năm không gặp, cậu còn ghi hận với mình à, còn cố ý hù mình sợ nữa chứ. Nói xong từ trong túi sách lấy ra tấm hình, chỉ. Thấy chưa, ảnh chụp hai đứa mình còn giữ đây này, để chính là lúc hai đứa mình đi du lịch ở Ai Cập lúc đó. Chàng Loan Thần cúi đầu, mắt vừa chạm vào cô gái trong tấm ảnh liền trừng to. Cô gái trong tấm ảnh, khuôn mặt kia sao lại quen mắt thế? Hết chuyện cái rồi nhé, bây giờ có dám chọc mình nữa không? Đại Dư nhét tấm ảnh vào tay cô.
Chàng nõn thần cầm tấm ảnh trong tay, hơi thở gần như ngừng lại. Khuôn mặt trên tấm ảnh quen thuộc đến nỗi làm đau mắt cô. Gương mặt cô gái ấy sao giống quá, ngay cả nụ cười cũng giống đến lạ. Cô đương nhiên không xa lạ với gương mặt này, bởi vì cô đã nhìn thấy nó trong gương suốt 26 năm qua. Thế nào, cảm động rồi ư? Không ngờ mình còn giữ ảnh chụp của hai đứa. Đại Dư cười nói, nhìn thấy cô dâu là cậu, mình thật sự sướng điên lên được. Nhưng mình đã sớm đoán được cậu và Giang Mặc Viễn nhất định sẽ kết hôn mà. Còn nhớ, lúc hai đứa mình quen nhau ở Ai Cập, cậu và Giang Mặc Viễn lúc đó rất hạnh phúc. Khi đó hai người đã đính hôn rồi đúng không? Hiện giờ người có tình đều thành quyết thuộc, tốt quá rồi. Gáy chàng nõn thuần như bị ai đó đập mạnh, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng run lên, tấm ảnh trượt khỏi tay cô. Đúng vậy, mình còn thấy chị cậu đến dự lễ cưới, sao thái độ của chị cậu với Giang Mặc Viễn kém vậy? Đại Dì ngoài hừ hỏi, chị mình, cậu ám chỉ ai vậy? Tim chàng nõn thuần như ngừng đập. Nam ưu tuyển đó, à không, nói là em gái cậu cũng được. Mình còn nhớ lúc ấy cậu rất ghét gọi cô ấy là chị, hai người gần như sinh ra cùng một thời gian. Cậu còn nói, ngay cả bác sĩ cũng không xác định được, rốt cuộc cậu là chị hay cô ấy nữa. Đại Dư cười hì hì, lắc lắc người cô. Nhưng mà mình thật hâm mộ cậu quá, cậu nói cậu với Lam Ưu Tuyền là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm lại tốt như vậy. Đổi lại là mình, sớm muộn gì cũng nghiêng trời lệch đất cho coi. Chương 38 đột ngột. Cả người chàng nõn thần hóa đá, sự hồi hộp vui sướng cùng với sự chờ mong trước hôn lễ nháy mắt bị đồng lại, giống như một tai nạn thế kỷ ùn ùn kéo đến thổi quét qua người cô. Sự cảm không tốt càng thêm nghiêm trọng, như có một ngọn lửa thiêu đốt trong ngục, càng cháy càng dữ dội. Sa Lâm, Đại Dư hoài như nhìn cô. Chàng nõn thuần hơi dường mắt, như là tượng gỗ, mặt không chút thay đổi đối diện với cô. Tất cả khiếp sợ bị bùi sầu tận đáy lòng, mở miệng lại nhẹ nhàng yếu ớt. Mình với cô ấy đã sớm nghiêng trời lệch đất rồi. Hả? Đại Dư ngạc nhiên một chút, sau một lúc lâu thản nhẹ an ủi. Thực sự cũng khó trách, như cậu từng nói với mình, Nam Ưu Tuyển là do vợ cả sinh, người ta họ Nam mà, tính tình mẹ cậu lại mạnh mẽ, sống chết bắt cậu theo họ già của bác. Năm đó đã chọc bà cậu rất không vui. Trước kia quan hệ giữa cậu và Nam Ưu Tuyển cũng cải thiện đáng kể rồi, nhưng không phải hôm nay cô ấy cũng đến tham gia hôn lễ của cậu đây sao? Chứng minh quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Chàng nõn thần đột nhiên cười nhẹ, chàng cười kia đầy mỉa mai. Sa Lâm, Đại Dư hoảng sợ. Cậu sao vậy? Chàng nõn thần vừa cười, ánh mắt lại vừa ngập tràn đau thương. Đại Dư sợ hết hồn. Chàng nõn thần mặc áo cưới vẫn đang cười, dần dần bật ra tiếng. Ánh nắng theo sòng cửa đi vào, soi vào mặt cô, nỗi đau của cô như trận hồng thủy lan ra toàn thân. Thật lâu sau đó, cô mới dần dần thu lại nụ cười. Bên trong phòng thật ấm áp, nhưng trước sau vẫn không khống chế được sự xâm nhập của khí lạnh vào đồng. Cô cảm thấy đầu ngón tay lạnh ngắt, lạnh đến run rẩy. Đột nhiên, cô nhớ đến rất nhiều chuyện. Cô nhớ lại dáng vẻ kinh ngạc của Giang Mặc Viễn lần đầu tiên nhìn thấy cô. Cô nhớ tới lúc vừa nhập học lần đầu tiên, Nam Ưu Tiền gặp cô. Cô nhớ tới lúc ông Nam quên mình cố gắng cứu cô, sau đó vừa hoài nghi nhìn cô, bất giác nói cô trông rất giống con gái ông. Cô như vậy mà lại không phát hiện ra, lại có thể cho rằng ông nói đến Nam Ưu Tuyền. Cô biết Giang Mặc Viễn có vị hôn thê, Giang Mặc Viễn cũng nói với cô có vị hôn thê của anh, và anh đã mỗi người một ngả. Nhưng điều không ngờ tới chính là vị hôn thê của anh lại có thể là con gái của ông Nam. Cô tin tưởng Mạnh Cứu và Hạ Lữ nói đều là sự thật, Giang Mặc Viễn thực sự từng hạnh phúc với con gái của ông Nam. Chỉ là cả cô và Hạ Nữ đều nghĩ sai rồi. Hạnh phúc với anh không phải là Lam Ưu Tuyền, mà là Sa Lâm, là cô gái có diện mạo giống hệt cô. Cô nhớ có người từng nói, trên đời này không có hai chiếc lá nào giống hệt yêu nhau, tại sao lại có gương mặt tựa như thế? Có thể tặng ấm ảnh này cho mình không? Mình muốn giữ lại làm kỷ niệm. Cô lên tiếng cuống họng đau như rào cắt. Đại Dư đưa tấm ảnh cho cô hoài nghi nói.
Cậu không sao chứ? Không sao. Chàng nói thuần nhìn vào mắt cô tươi cười. Đại dư, cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm mình. Đại dư bất giác gật đầu. Chàng Noãn Thần đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, dưới chân là thế giới ổn á, phóng tầm mắt là cảnh phồn hoa nhà cao tầng san sát. Lẳng lặng đứng tại chỗ đó, ánh mắt trời chiếu qua đỉnh đầu cô, kéo bóng dáng cô ra thật dài. Như một hình ảnh tuyệt mỹ, vẻ mặt cùng bóng dáng của chàng Noãn Thần vẫn bình tĩnh như nước. Ngoài cửa sổ là thế giới chuyển động, song người bên trong lại tĩnh lặng. Trên cửa kính thủy tinh là ánh phản chiếu gương mặt cô, chỉ còn lại một màu nhạt đến vô tận. Đại dư nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt xẹt qua vẻ bất an nồng đậm. Sau một lúc lâu, đại dư lặng lẽ rời khỏi phòng trang điểm, lặng lẽ chính như khi cô đến. Trong phòng nghỉ VIP của khách sạn, đầy cửa ra là hương trà thoang thoảng, mùi hoa thổi quét không khí trong khách sạn, hòa vào nhau lại có chút quỷ dị. Trên sofa, giữa bàn trà là bộ trà cụ điêu khắc từ gỗ hoa mài trần quý, giá trị liên thành. Trình Thứ Tiền ngồi ở đó nhàn nhã pha trà, mỗi một động tác, Trình tự đều làm rất thuần thục. Sau khi thấy cửa phòng bị đẩy ra, đầu cũng không ngẩng dậy, đôi lông mày nổi lên ý cười thỏa mãn. Vất vả rồi, ngồi xuống uống chén trà đi. Đặt một tách trà xuống đối diện, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Đại dư đứng ở cửa một lát, sau đó đi đến, ngồi xuống đối diện Trình Thiếu Tiền, lấy chén trà trên bàn uống một ngụm hết sạch. Trình Thiếu Tiền lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Trà là phải từ từ thưởng thức mới có hương vị được. Nói xong lại rót thêm một tách cho cô. Lúc này đây, đại dư lại không uống, Trình Thiếu Tiền cũng không cưỡng cầu, tự rót một ly, chậm rãi thưởng thức. Có vẻ như cô ấy rất khó chấp nhận. Đại dư lên tiếng, vẻ mặt buồn tình. Trình Thiếu Tiền không ngạc nhiên lắm, thản nhiên nói. Đổi lại là bất cứ ai biết mình vẫn luôn là thế thần đều sẽ rất khổ sở. Sa Lâm đã chết, cần gì phải làm như vậy? Đại dư khó hiểu hỏi. Tấm ảnh trong tay cô là thật, cô cũng thật sự là bạn của Sa Lâm. Chính như cô nói, cô từng cùng Sa Lâm đến Ai Cập, hai cô là bạn du lịch, đều thích đi phượt, quan hệ bạn bè này rất sâu sắc. Nhưng bởi vì nguyên nhân công việc, có một thời gian dài cô không đi du lịch nữa. Lúc thật sự có thời gian muốn đi, cô mới biết Sa Lâm đã chết. Người báo tin này cho cô chính là người ngồi trước mặt cô, Trình Thiếu Tiền. Cô không biết rốt cuộc Trình Thiếu Tiền và Sa Lâm có quan hệ gì, nhưng nhìn ra được anh ta biết rất nhiều chuyện của Sa Lâm. Tay cầm chén trà của Trình Thiếu Tiền hơi cứng ngắc, sau một lúc đầu mới nâng tay uống miếng trà cuối cùng vào miệng. Chính bởi vì Sa Lâm đã chết mới cần thiết phải làm như vậy. Hương trà mới trải lớp tàn dư trà cũ, giọng điệu nói chuyện của anh vẫn thản nhiên. Đại dư nhíu chặt mày lắc đầu. Vậy tại sao nhất định phải là tôi? Giang Mặc Viễn luôn đà mưu túc trí, sẽ luôn giữ người có lợi cho hắn bên cạnh. Người gây bất lợi cho hắn muốn đến gần cũng khó. Còn cô lại khác, Giang Mặc Viễn chưa bao giờ biết sự tồn tại của cô. Cô và Sa Lâm không phải bạn bè thân thiết, chỉ là bạn bè du lịch cùng nhau. Trà trộn vào hiện trường hôn lễ sẽ rất dễ dàng. Đại dư đánh giá Trình Thiếu Tiền đột nhiên hỏi. Anh làm vậy là bởi vì cảm thù cô dâu à? Không, tôi và chàng Nõn Thần không thù không oán. Trình Thiếu Tiền cười nhẹ, khẽ nhấp trà. Đại dư ngạc nhiên. Vậy thì tôi thực sự không hiểu. Rất đơn giản. Trình Thiếu Tiền buông chén trà, nhìn đại dư nhấn mạnh từng chữ. Ít nhất tôi cũng muốn cho cô ấy biết rõ người đàn ông cô ấy yêu là người như thế nào. Đại dư không hỏi thêm, sau hồi lâu lại thở dài. Nhưng vừa rồi anh không nhìn thấy cô ấy thực sự khiến người khác phải đau lòng. Trình Thiếu Tiền gật đầu. Tôi biết Nõn Thần quả thực là một cô gái làm cho người khác đau lòng. Anh Trình à, diện mạo chàng Nõn Thần và Sa Lâm giống nhau như vậy, hai người họ có phải là... Chần chờ một lúc, đại dư vẫn không nói ra miệng hai chữ chị em. Trình Thiếu, lời cô chưa nói xong, Trình Thiếu Tiền lại nghe vào tai thật đầy đủ, anh khẽ lắc đầu. Hai người đó chẳng quan hệ gì cả, chỉ có thể nói ông trời thật sự thích đùa cợt con người.
hoặc nói là Gia Mặc Viễn quá tốt số. Tại Dư nghe không hiểu được nguyên nhân trong đó, nhưng biết nhiều loại vô cũng vô ích, đứng dậy. Anh Trình, chuyện này tôi cũng đã làm xong, tôi nên rời khỏi rồi. Trình Thiếu Tiền gật đầu. Đại Dư cầm lấy túi, vừa muốn đi đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng chân quay lại nhìn. Thời gian này có cần tôi phải trốn ra nước ngoài không? Trình Thiếu Tiền quay đầu nhìn cô, đôi lông mày nổi lên hoài nghi. Tôi sợ rằng Mặc Viễn tìm được tôi, tấm ảnh kia đang ở trong tay chàng Noãn Thần. Cô nhấn mạnh. Từ người vào tài khoản của cô cũng đủ để cô du lịch khắp thế giới, tùy cô nhé. Trình Thiếu Tiền cong môi cười. Nhưng cô yên tâm đi, hắn sẽ không tìm cô. Gia Mặc Viễn là người thông minh, đương nhiên sẽ tìm đến chỗ tôi. Đại Dư gật đầu, rời khỏi mà không ngoảnh đầu lại. Phòng nghỉ lần nữa hồi phục yên tĩnh, chỉ có hương trà tràn ngập, kim đồng hồ trên tường nhảy tích tắc, còn có người đàn ông rơi sâu vào trầm tư. Trong phòng ICU của bệnh viện, từng nhóm y tá vội vã qua lại trên hành lang. Trong phòng phó chủ nhiệm khoa, tiếng rít gào của Cố Mặc gần như hất tung cả nóc bệnh viện lên. Tại sao bác sĩ chủ trị chiều này mới đến? Tại sao thiết bị này mới chỉ có thể sử dụng khi hắn đến đây? Anh Cố à, anh bình tĩnh chút đã. Phó chủ nhiệm khoa vừa trấn an Cố Mặc, vừa phải chú ý sự cố khác xảy ra. Hiện giờ tình hình thế này mà anh bảo tôi phải bình tĩnh? Cố Mặc túm lấy cổ áo của bác sĩ, ánh mắt gần như bốc hỏa. Hiện giờ mẹ tôi rất khó chịu, anh không thấy sao? Không lập tức dùng thiết bị mới sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ tôi. Anh Cố à, hiện giờ bệnh nhân cần dùng thiết bị mới này rất nhiều, cho dù bây giờ muốn dùng cũng không được. Bác sĩ chủ trị của mẹ anh chưa tới, chúng tôi chỉ có thể cho người khác dùng trước. Vẻ mặt bác sĩ khó xử. Không được, một tháng trước mẹ tôi đã đăng ký sử dụng máy này, dựa vào cái gì để người khác dùng trước? Cố Mặc nổi nóng. Anh cũng là bác sĩ, hiện giờ lập tức thông báo bật máy. Bác sĩ vừa nghe vừa mở to mắt, liên tục lắc đầu. Không được không được, tôi không phải bác sĩ chủ trị của mẹ anh, ngộ nhớ xảy ra sai sót thì sao? Anh Cố, tôi hiểu tâm trạng của anh, tôi cũng đang cố gắng liên hệ với bác sĩ chủ trị của mẹ anh đây. Anh ta nói buổi chiều sẽ đến, như vậy nhất định trong lòng đã có dự tính. Yên tâm đi, tôi đã bảo bác sĩ khám tạm thời tăng cường điều trị cho mẹ anh rồi. Hứa Mộ Dài vẫn luôn đứng phía sau, thật sự không nhịn được nữa, tiến lên giữ lấy Cố Mặc, nhẹ giọng an ủi. Cố Mặc, anh bình tĩnh trước đã, dì nhất định sẽ không sao đâu, hô hấp có gì không có trở ngại mà. Cố Mặc siết nắm tay, hai lời chưa nói chạy thẳng ra khỏi văn phòng. Phó chủ nhiệm khoa lập tức ngồi phịch xuống ghế, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Rốt cục, bác sĩ chủ trị của dì Cố ở đâu vậy? Còn có thiết bị mới kia rõ ràng phải để dì Cố dùng trước, sao lại bảo người khác dùng? Hứa Mộ Dài đập bàn trừng mắt với bác sĩ. Anh có biết thiết bị cũ hiện giờ dì Cố đang dùng không có bao nhiêu tác dụng không? Bác sĩ lắc đầu bật đắc dĩ. Tôi cũng chỉ làm việc dựa trên nguyên tắc thôi, nào có quyền hạn làm nhiều chuyện như vậy chứ. Thực sự mà nói, thiết bị cũ mà bà Cố dùng cũng không tệ hại như hai người tưởng tượng đâu. Cho dù dùng thêm vài ngày cũng chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết lời này từ miệng bác sĩ nói ra thì có chút vô trách nhiệm, nhưng tôi nói thật. Chương 39. Sự phẳng lặng trước cơn giông. Nói thật, tôi thấy anh đang trốn tránh trách nhiệm thì có. Hứa Mộ Dài cũng nổi giận. Cô Hứa, cô không thể nói bậy bạ. Tôi cũng phải có trách nhiệm với bệnh nhân tôi phụ trách. Thiết bị mới đương nhiên phải ưu tiên dùng cho bệnh nhân đang cần nhất. Đạo lý đơn giản như vậy mà cô cũng không rõ ư? Người bệnh nào cần nhất chúng ta sẽ dò người đó dùng trước. Giọng điệu vị bác sĩ thoáng đề cao. Nhưng dì Cố vừa mới ngất. Hứa Mộ Dài cắn chặt răng nói. Đây là do bệnh tình gây nên, cho dù dùng súng, dùng máy mới cũng sẽ như vậy. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Hứa Mộ Dài không còn cách nào, cũng biết nhiều lời chỉ lãng phí thời gian, hết cách đành phải ra khỏi văn phòng đi về hướng phòng bệnh ICU. Phòng ICU, bác ở Cố Mặc ngồi ở mép giường, bà Cố đang thở dưỡng khí nhắm hai mắt. Gương mặt Cố Mặc rời vào nửa sáng nửa tối.
Hứa Mộ Dài đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua kính tùy tình thì nhìn thấy dáng vẻ bi thương và lo lắng của Cố Mặc thì đau lòng. Nhìn rồi lại nhìn, cô như nhớ tới điều gì đó, lùi đến trước cửa sổ cuối hành lang, đáy mắt vì một tia to gan phỏng đoán mà trở nên kinh hãi. Lấy điện thoại ra gọi, đối phương hồi lâu không bắt máy. Hứa Mộ Dài siết chặt điện thoại di động trong tay, lần nữa đi đến bên ngoài phòng ICU nhìn Cố Mặc. Sau khi nhìn thật lâu mới xoay người rời khỏi nhà hàng phòng trang điểm. Chút nắng ấm áp và đồng vẫn tươi sáng như vậy, len lỏi vào cửa kính chỉ còn lại một chút khoảng vắng lặng. Rốt cục, thời điểm ánh dương chênh chếch hắt ra gương mặt tái nhợt của cô gái. Cô cụp mắt, hàng mi dài che khuất biểu hiện nơi đáy mắt. Cô đơn là như thế đó ư? Cô đơn như thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ cửa kính. Áo cưới trắng tinh khôi bị ánh sáng chiếu thành màu vàng nhạt, đuôi áo dài thướt tà như một mỹ nhân ngừ tịch mịch và cổ độc. Từ sau khi đại dư rời khỏi, chàng Nhã Thuần vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn bám vào tấm ảnh trong tay. Cô gái trong tấm ảnh có lúm đồng tiền như hoa, khoát vai tại dư vô cùng thân thiết, làn da phơi nắng có hơi ngằm, có lẽ do nguyên nhân du lịch trường kỳ. Cô ấy cũng có mái tóc dài như cô, nhưng lại rợn sóng đẹp hơn, kéo tay đại dư ngồi trên sa mạc mênh mông, tóc cô cũng được ánh nắng rọi thành vàng óng. Ai Cập, một nơi có nền văn minh cổ kính, cũng là một nơi chẳng lâu sau cô muốn đi. Chàng Nhã Thuần giơ tay, đầu ngón tay sẽ chạm vào khuôn mặt tươi cười của cô gái trong ảnh. Cô quen thuộc nụ cười này biết bao, còn khờ khạo nghĩ rằng nụ cười này chỉ thuộc về riêng cô. Như vậy cô có muốn đến Ai Cập hay không? Sợ là cả tượng nhân sư trông thấy cô cũng sẽ thấy lạ. Thế lạ là bởi vì sao cô lại đến gặp nó hoài? Có cô gái đã thay cô đi rồi, cô gái này cô không quen, nhưng ngày hôm nay, ngày bây giờ lại khiến cô không biết làm sao. Cô gái ấy mới thật sự là cô gái trong lòng Giang Mạc Viễn. Như lời Mạnh Khiếu nói, con gái của ông Nam chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Giang Mạc Viễn. Nguyên nhân chính là khuôn mặt này đây, Giang Mạc Viễn mới có thể dịu dàng như vậy. Thâm tình của anh, sự quan tâm của anh chỉ vì người đó, nhưng không phải cô. Trên cửa kính hiện lên nụ cười của chàng Noãn Thuần, nụ cười nhợt nhạt. Cô cứ thế vuốt ve cô gái trong tấm ảnh, vuốt ve môi cô ấy, tóc cô ấy. Chàng Noãn Thuần cũng cười theo cô ấy, nhẹ nhàng, nhưng nụ cười này không có chút nào nan tràn trên mắt. Làm bạn cùng cô chỉ có thể thê lương và cô độc. Chàng Noãn Thuần rốt cục ngẩng lên, đồng hồ trên tường nhảy tích tắc, kim giây nhanh chóng xoay vòng. Dòng suy nghĩ của cô lại luôn dừng ở thời điểm bắt đầu quen biết Giang Mạc Viễn. Là cô nghĩ sự gặp gỡ quen biết của cô và anh chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên. Hiện giờ nghĩ lại thế buồn cười biết bao. Tất cả đồng thoại trên đời này đều là thứ gạt người. Sao cô bé lọ lem có thể gặp được hoàng tử chứ? Chàng Nhã Thuần nhẹ cười, nụ cười trên mặt ngày càng rõ rệt, bị thương ở đáy mắt lại càng mạnh liệt. Nếu không phải bởi vì khuôn mặt này, con chim sẻ như cô làm sao có thể bay lên ngọn cây thành phượng hoàng? Tất cả tình cờ chẳng qua chỉ là sự an bài tất yếu. Ngón tay buông thõng, tấm ảnh rơi nhẹ xuống đất. Hiện trường nhà hàng, bên trong nhóm khách mời Giang Mạc Viễn như hạc trong bầy gà, anh đang tiếp đái từng người đến dự, tươi cười đầy mặt. Mạnh Khiếu đi theo bên cạnh anh, không biết nói cái gì, trong mọi người cười phá lên. Là chủ nhân của bữa tiệc, hai nhà Giang Tràng, bốn ông bà vui vẻ tán gẫu, Ngài Niệm cũng ngồi đó góp vui, Hạ Lữ thì giúp chiều đãi khách, các khách mời đến từ cổ trấn. Hồn Đế có mời dàn nhạc, có ca sĩ nổi tiếng đang đứng hát trên sân khấu, các nhân viên khác thì bận rộn sắp xếp, chủ nhà hàng đích thân đến giám sát sợ rằng có gì sơ suất. Máy nước đá khô, máy ảnh, máy quay camera 360 góc độ cùng các thiết bị cỡ lớn khác đã yên vị ở hiện trường, chỉ còn chờ giờ lành đến. Hiện trường toàn tiếng hò reo chúc mừng. Trong phòng ICU, Cố Mặc vẫn luôn canh giữ bên giường bệnh. Khi nhìn thấy bà Cố hơi mở mắt, trên mặt rốt cục cũng hiện lên vẻ vui mừng. Mẹ, mẹ tỉnh rồi à? Đưa tay cầm chặt lấy bàn tay gầy yếu của bà Cố dần dần khôi phục ý thức, dường mắt nhìn anh, thật lâu sau mới mấp máy môi. Cố Mặc nhanh chóng tháo mặt nạ thở oxy ra, khẽ nói: Mẹ cảm thấy thế nào? Bà Cố chậm rãi nói:
Mẹ không sao, chỉ là mẹ thấy mệt quá. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi, đừng nói chuyện. Cố Mặc do bệnh tình bà chuyển nặng lo lắng nói. Yên tâm đi, hiện giờ mẹ tỉnh táo lắm. Giọng nói của bà Cố thật mong manh, lại cố nén cơn đau, nặn ra nụ cười. Cố Mặc nhìn càng thêm đau lòng. Mẹ ngủ lâu rồi à? Bà hỏi. Cố Mặc lắc đầu cười gượng nói. Không lâu lắm đâu. Có phải mẹ lại ngất không? Anh nghĩ rồi gật đầu. Bà Cố khẽ than thở, gương mặt gầy gò hiện lên vẻ có lỗi. Mấy chuyện này cũng bình thường thôi, con gây sức ép với bệnh viện làm gì? Mẹ, con là con trai mẹ, lo lắng cho mẹ là lẽ thường tình. Cố Mặc kéo tay bà qua thấp giọng nói. Bà Cố cười cười, tầm mắt đánh giá ảnh một phen. Hôm nay có ăn mặc chỉnh chu như vậy, muốn đi đâu à? Trong lòng Cố Mặc đau xót. Không có, con không đi đâu cả. Bà Cố nhìn anh dần dần ánh mắt nổi lên đau lòng, muốn giơ tay sờ mặt anh nhưng lại bất lực, chỉ có thể cười nói. Bất giác con đã lớn thế này, tốt quá, hiện giờ còn thế này, cho dù mẹ có đi cũng có mặt mũi gặp bà con. Mẹ, con sẽ không để mẹ có chuyện đâu, mẹ còn phải sống với con nữa. Cổ họng Cố Mặc nghẹn nghẹn mắt đỏ lên. Con trai ngốc, cha mẹ nào cũng phải đi trước con cái hết. Bà Cố yếu ớt nói, ánh mắt dần dần xa xăm. Chỉ là mẹ sợ con sẽ cô đơn. Mẹ, vừa rồi lạ lắm, mẹ mơ thấy rất nhiều người, mơ thấy bà ngoại con, ông bà nội con, còn có bà con nữa. Cuối cùng mẹ lại thấy noãn thần. Cố Mặc ngẩn ra. Mẹ mơ thấy noãn thần vẫn là dáng vẻ lúc nó học đại học, mặc quần trắng, mái tóc dài bay bay trong gió. Nó cười đẹp lắm, đứng dưới tàng cây hoa lê trong vườn trường tụi con. Lúc gió nhẹ nhàng thổi qua, cảnh tượng đẹp giết bao. Bà Cố nhẹ giọng miêu tả cảnh trong mơ. Trong mơ, mẹ thấy hai đứa nắm tay nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Khóe mắt Cố Mặc đỏ ầu siết chặt nắm tay. Noãn thần đâu còn, sao nó không đến nữa? Ý thức của bà Cố kéo về hiện thực nhìn anh hỏi. Cố Mặc nghẹn giọng, sau hồi lâu mới đè nén nỗi khổ trong lòng khẽ nói. Cô ấy sẽ không đến nữa. Bà Cố ngạc nhiên, thật lâu sau ánh mắt trở nên ảm đạm. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Cố Mặc đề nghị, bà Cố lại lắc đầu bì thường nhìn anh. Gần đây, có cơ hứa xuất hiện bên cạnh con, mẹ biết con không thường cô ấy. Hơi thở của Cố Mặc lộ vẻ đau đớn. Đi tìm noãn thần đi, nếu còn yêu nhau hãy ở bên nhau. Bà Cố giơ tay vỗ nhẹ anh. Đi tìm nó, nói với nó là mẹ xin lỗi nó. Cố Mặc sừng sốt nhìn mẹ mình, vẻ khó hiểu đầy trong mắt. Bà Cố rời vào nỗi đau to lớn kéo tay anh qua. Chuyện này sớm muộn gì mẹ cũng nói với con. Trước kia không nói là do mẹ sợ con sẽ thất vọng về mẹ. Nhưng hóa ra có người thực sự không thể che giấu bí mật, nếu không ngay cả nằm mơ cũng thấy bất an. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Thực ra năm đó noãn thần chia tay con không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì mẹ từng đi tìm nó, năn nỉ nó rời khỏi con, sợ con không tiếp nhận được nên mẹ mới diễn bản quỳ gối đó. Kết quả con thực sự tin. Con tin năm đó là mẹ đau khổ cầu xin nó đừng chia tay với con. Con tin năm đó nó nhẫn tâm vứt bỏ con. Tiếng nói bà Cố nghẹn ngào. Kỳ thật là mẹ, nó thật là bởi vì mẹ mới lựa chọn làm như vậy. Sau khi Cố Mặc nghe xong thì đột nhiên đứng dậy, lắc đầu không tin, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước thở gấp. Không thể nào, đây không phải là sự thật. Sự thật là năm đó chính mẹ đã ép noãn thần đi. Bà Cố hò khàn mấy tiếng giàn nàn nói. Lòng ích kỷ của mẹ đã chia rẽ con và noãn thần. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Cố Mặc đột nhiên gầm lên, vẻ mặt thống khổ. Nước mắt dọc theo khóe mắt bà Cố chảy xuống, tiếng nói của bà trở nên run rẩy. Nếu không làm vậy, năm đó con sẽ không theo bà mẹ xuất ngoại. Mẹ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho con, cũng nghĩ sau khi con xuất ngoại sẽ nhanh chóng quên đi noãn thần. Chỉ là mẹ không ngờ làm như vậy lại hại con. Cố Mặc lắc đầu, lưng ảnh bám sát vào tường, toàn thân run lên gằn giọng.
Sao mẹ lại có thể ích kỷ chi phối cuộc đời của con? Mẹ hoàn toàn không biết 3 năm sơ trung, 3 năm trung học con đã sớm yêu cô ấy suốt 6 năm. Mẹ biết chứ, sao mẹ lại không biết? Con là con trai mẹ mà. Bà cố tràn chứa ánh lệ nhìn anh. Chính bởi vì biết nên mẹ mới làm như vậy. Mẹ không thể nhìn một cô gái làm trễ nải tương lai của con được. Con đâu chỉ yêu nó 6 năm, thêm 4 năm học đại học cho đến bây giờ con đang yêu nó, ước chừng cũng có 12 năm. Nước mắt đong đầy khóe mắt Cố Mặc lại như bị ảnh cứng rắn đè xuống. Noãn Thần là đứa con gái tốt, cho tới bây giờ mẹ và nó chưa từng nói chuyện tình năm đó. Lúc hai đứa gặp lại nhau, mẹ thật sự rất vui mừng, nhưng vẫn lo lắng không biết nó có nói cho con chuyện hay không. Nó đã hứa với mẹ, cho nên con vẫn không biết chuyện này. Mẹ thật biết ơn nó, cũng biết ơn cả nhà nó, chuyện năm đó họ cũng biết. Bà cố nói hết tất cả mọi chuyện, thân mình Cố Mặc nảy lên, lại chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi xuống đất, lắc đầu. Đi tìm Noãn Thần đi tìm nó. Bà cố dùng hết sức quay đầu nhìn anh. Chỉ có nó ở bên cạnh con mới có thể mỉm cười, mới có thể hạnh phúc. Hết chương 39, hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã cùng chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.